Alo. Vâng. Em đang ở dưới khu Trầm Động. Ừ. Tí nữa làm gì cơ? Phải tí nữa, bây giờ em đã về đâu? Tầm này á? Ở người đây em không đủ đâu, không đủ. Ở đây ấy Thanh Thanh nó ở dưới được à? Thế à? Vâng, không thì để tí nữa em về nhà thì có, chứ hiện tại em ở đây thì không có rồi. Vâng. Xòe thêm đéo nhảy, nhảy đi. Ngu à. Ra tận lơi. Hàng đấy.